người đàn ông là cái người mà rất là hay không chung thủy nhất. Đúng rồi còn gì, đi chơi vô vừa nó nói là đúng rồi. Nhưng mà đi làm về nhà sớm, không đi tiếp khách đồ, làm gì chừng nào mới lên chức. Phương hay nói vậy hả? Không có. Ê, số kỳ quá hả? Hai thôi. Hay quá. Bóng rơi. Tối đêm nay hai vợ chồng ra về tiền tỷ. No. Đôi khi trong cuộc sống này chỉ một sai lầm của mình mất nhiều thứ, nhưng mà lại được một thứ là mình sẽ lớn lên. Tiên là một người rất có cá tính, phụ nữ mà người nào cũng muốn mình thể hiện mình là cá tính, nhưng mà thật sự rằng là ẩn sâu trong đó thì luôn cần một bờ vai che chở. Nếu hồi nãy ba là người ngồi trong phòng thì ba sẽ ký hay là ba không ký? Nó chỉ là một trò chơi. Nhưng mà cái trò chơi đó nó có tiền nhiều lắm luôn. Đã đến lúc phải công bố. Đông Vinh, Thủy Tiên cho tất cả mọi người thấy vợ chồng hiểu nhau từng chân tơ cái tóc. Đón xem Tình Người tập 2 phát sóng lúc 20:30 thứ năm ngày 25/7 trên kênh VTV3. Xin cảm ơn ví điện tử Momo siêu ứng dụng thanh toán số 1 Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình.